thanh khoản cái đồng CD này về BTC nha tất cả các anh em. Đầu tiên thì anh em bấm vào nút số dư và nó hiện lên số dư của tất cả anh em đây nè. Anh em qua bấm nút gạch này anh em bấm nút chuyển tiền mua tên đến đây. Rồi, anh em nhập cái số dư của mình vô. Mình nhập 1.000 anh em. 1.000 CNB. Rồi, anh em bấm nút chuyển tiền anh em. Đó. Ok, thành công không? Rồi, vậy là chuyển thành công nha tất cả anh em. Rồi anh em click vào qua ba dấu gạch đây anh em. Anh em qua một giao dịch là một chay nè, tiếng Anh là một chay anh em. Hiện tại bây giờ có những hacker và những người thành khoản CNB số lượng quá đông nên cái sàn này nó hơi bảo mật nha tất cả anh em. Thì cái sàn này ít ra thì mình cũng có được tiền đó nhưng mà ít nhiều gì mình cũng không biết anh em. Anh em bấm vào nút giao dịch nè. Tất cả anh em chờ chút nha. Quá chó. Xin lỗi anh em, máy không bấm vào số giao dịch với số không ăn tợ. Quét này kỳ ta. Rồi anh em bấm xuống một chay anh em, rồi anh em lướt xuống anh em lướt xuống cái đồng bán, anh em có thể vào đây bán cái đồng CNB này anh em. Giá hiện tại 0.00002 giá thị trường nữa anh em. Nó đang nhảy lên nhảy xuống nhảy luôn, nhảy lên nhảy xuống hoài nha anh em. Rồi anh em nhập cái số đồng CNB của tất cả anh em vào, anh em bấm nút. Ủa, đây là bán, còn đây dưới đây nè. Anh em nhập số CNB của anh em đây nè, tổng anh em bấm nút xác nhận. Anh em bấm nút bán nha tất cả anh em. Như vậy là nó sẽ về cho tất cả các anh em, nó sẽ chuyển cho anh em qua cái đồng BTC và anh em rút tiền về anh em. Và mình cũng có thông báo cho tất cả các anh em. Thằng có biết nữa, kèo này dự định nó cũng rất là ngon nha tất cả anh em. ICO của nó là Invibus, nghĩa là anh em có đầu tư cái thằng CNB này là nhận lãi 0.5% nha tất cả anh em. Nên anh em theo dõi cái thay quê của nó nè. Hiện tại thì nó đang bảo mật, cái sàn này đang bảo mật tất cả anh em ơi. Mình cũng giá hiện tại gì mình chẳng thà mình chơi vui thôi chứ mình không có bán nha tất cả anh em. Đây video mình hướng dẫn anh em rút tiền thằng có biết đến đây thì cũng đã kết thúc. Mọi thắc mắc gì anh em cứ để lại comment dưới, mình sẽ trả lời cho tất cả anh em ha. Chị chào tạm biệt tất cả anh em ha. Sáng ta cả nhà có gầm chợ chứ làm video xin dính bản quyền quá.